Bác đâu rồi bác? Không cái mày chuẩn bị gì chuẩn bị cho bác. Vợ rồi, thôi vợ rồi. Vợ rồi chứ. Kính thưa ông bà cô bác, tất cả quý khách cô khách mà hôm nay, lời đầu tiên xin chúc quý ông bà cô bác cùng quan khách về sức khỏe. Theo phong tục tập quán của ông bà ta bao đời nay thì bé sinh ra được nuôi bằng sữa mẹ, khi tròn 12 tháng thì chấm dứt. Vì lẽ đó hôm nay bé Phạm Gia Hưng chính thức làm lễ bàn giao, đó là lý do buổi lễ hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tổ chức lễ bàn giao với những nội dung như sau. Hôm nay hồi 11:30 ngày 10/12/2016 tại hộ ông Lê Văn Minh, tòa lạc ấp Mỹ Trinh, xã Hiệp Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, long trọng tổ chức lễ bàn giao cặp nhũ hoa giữa hai đương sự. Bên giao là bé Phạm Gia Hưng, nhưng do chưa đủ tuổi nên ủy quyền cho mẹ ruột là Lê Thị Kiều Tiên tiến hành bàn giao. Sau thời gian khai hoa nở nhị và nuôi con bằng bầu sữa mẹ, đến nay vừa tròn 12 tháng, tức là 360 ngày. Theo phong tục tập quán của ông bà xưa thì thời gian con bú sữa mẹ đã hết, nên phải bàn giao lại cho cha để tiếp tục chăm sóc và sử dụng. Bên nhận, Phạm Hoài Anh rất là phấn khởi tiếp nhận, có đôi lời phát biểu như sau. Trước tiên, Hoài Anh chân thành cảm ơn bé Phạm Gia Hưng vì trong thời gian dài không được chăm sóc, nâng niu bầu sữa, mỗi lần về nhà nhìn thấy bé Gia Hưng bú mà thèm chảy nước miếng. Đôi lúc cầm lòng chẳng nặng nên đợi bé Gia Hưng ngủ say, có lén phép mần miếng, mần miếng. Trong thời gian chờ đợi đến ngày bàn giao trong lòng thật khó chịu, bức đức vì kẹt lòng. Nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng đến từng ngày, từng tháng cho đến ngày nhận bàn giao. Vậy hôm nay chính thức tiếp nhận bầu sữa cho mỗi lòng mong ước bấy lâu, chân thành cảm ơn bé Gia Hưng đã bàn giao lại cho cha. Đại diện gia đình bên vợ ông Lê Văn Minh, cha vợ Hoài Anh cho biết, trong thời gian qua con rể đã rất khổ tâm rất nhiều, nhưng khó khăn nào cũng phải vượt qua, thì hôm nay con chính thức tiếp nhận thì phải cố gắng chăm sóc kỹ theo thời gian dài bỏ trống. Cha vợ chúc con đêm nay thành công tốt đẹp. Đại diện cơ quan, bạn bè và quý quan khách có mặt hôm nay và hơn 300 người theo dõi qua vệ tinh có đôi lời như sau. Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày vui và có nhiều kỷ niệm và ấn tượng. Tuy cái gì cũng có mặt trái của nó, từ nay về sau thì Hoài Anh thì vui cái mặt, còn con thì cũng ra mặt, nhưng cái mặt buồn mà chắc buồn nhiều lắm. Vì theo quy luật tự nhiên thì mạnh được yếu thua, thì làm sao bé Gia Hưng có thể chiến đấu lại với cha của nó đây trời. Đó là điều mà bé Gia Hưng rất buồn ngặt không nổi. Mẹ là người sinh ra ta, nuôi ta không lớn, nhưng trong trường hợp này chưa chắc gì mẹ có dịch cho ta. Kính thưa bà cô bác cùng quý khách, trong buổi lễ hôm nay buổi làm giao đến đây kết thúc. Kính mời đại diện hai bên ký vào biên bản.